Xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay em đi có dịp đi về Bạc Liêu nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang nghỉ chân, ghé đây để dừng chân, đi trên đường đi chay dịp về. Nhưng mà không biết ở đây là địa điểm nào. Để chút xíu hỏi cái địa điểm này ở đâu. Mà em vô cái em vô tình cái em thấy được cái bờ lúa nó đẹp quá trời đẹp luôn. Nên em quay lại cái khoảnh khắc đây để chia sẻ cùng cả nhà. Trời ơi nó mát. Bên đây thì đường, đường mấy cây này là cây gì ta? Cái này là cây bàn hả? Ở dưới đây là cả nhà đang cá quá trời cá nè. Đây mấy cô chú đang bắt cá hay gì? Đang thả nước bắt cá hay sao? Cá nó nhảy quá chừng luôn. Này tôi ở nhà coi nha. Nó nheo quá trơn luôn á. Quá trời đã luôn. Mà này cá con là nhiều. Quá chừng cá con luôn. Về đây nó mát gì đâu luôn á cả nhà. Trong đây là cái quán, cái điểm địa điểm để dừng chân á. Thì hả vô tình cái em vô đây em thấy, để em đi ăn trước cả nhà cùng xem nha. Lúa quá trời lúa luôn nè. Mát rượi luôn á. Mà ngoài này hả cá nheo quá trời. Ở đây có mấy cái ớt nè. Ớt xanh lè, xanh lét luôn. Mấy cái ớt xanh lè nè cả nhà. Ớt trái quá trời luôn. Xanh lè luôn cả nhà. Ồ cá nè. Cá hả nó nheo hết trơn luôn. Mấy cái quay cái đọt bông rau muống quá trời ngon. Chị với chồng rau xà lách này, nhìn rau này là bún ăn bún à, quá trời tốt luôn. Dạ anh. Vậy bán đủ thứ không thiếu cái món gì? Đủ thứ hết. Kính thưa các loại luôn. Mua đậu hũ với mua rau để xào chung. Ở quên nhà có rau rồi. Kính thưa các loại. Đang định kêu anh mua rau mà thấy nhà anh rau quá trời rau. Chung là sao luôn? 35, 40, 10 ngàn, 5 ngàn. Giờ ăn rồi đi đâu? Sao mà ăn? Chơi à? Chưa về tới nhà. Chứ em thấy là em cũng ăn muốn thịt nướng rồi đó. Nhưng mà chồng tốt quá vậy. Thì phân rơm. Phân rơm ủ hay lên vậy đó. Đó cũng rồi, dễ thôi, dễ lại có bánh cam đi đây rồi. Dễ đây có bánh cam rồi làm luôn. Đó bạn ở đây nhất luôn. Đây có tiền nước. 55 à. Đây đây đang rửa nè. Quá trời tốt luôn. Nó cao vậy mà nó còn èo nó mèo. Ủa chị đang ấy cá hả? Đang bắt cá, định bắt cá hả? Bắt rồi. Vậy hả? Bắt rồi hả? Trời thấy nó nheo. Nghe vô cái thau kìa. Thấy nó nheo hết trơn luôn á. Để thau nghe đổ. Mà chị khéo tay trồng gì cũng tốt hết trơn. Cà chua nè. Cũng có hai trái cà chua. Thôi. Một cây hai trái, cây hai trái hay. Em còn đang mê cái dàn bầu chị bên kia kìa, để qua bên kia. Trời ơi, rau coi kìa. Rau sạch luôn. Cái bữa kia thấy bông mà uống sao bữa nay nó lòn thòn cái trái. Thấy trái quá trời kìa chị. Nhiều lắm hả? Chị không hái vô chị bán chị rau nè. Mấy cái này hả chị bán chứ. Chiều em mua chị bán.
quá trời, tại vì cái mát quá đâu có rảnh đâu đúng. Bức chị áo máy ra sẵn cái tao thấy là tao mua luôn. Có để vậy nó trời ơi kìa. Ồ ơ kìa. Hôm nay biết quá trời trái luôn. Ở trong bước đại vô luôn nha. Ở biết sao đâu đẹp. Ồ ơ nè. Bầu này bầu. Vậy mà em tưởng bí. Cái bí hả bầu? Trái bầu. Bầu hả? À. Này trái bầu quá. Mà sao nó nhỏ xíu ta? Bầu này bầu nhỏ. Hả? Chứ bự. Đúng rồi, đúng rồi. Hồ ơ cái lá của nó chà bá lửa luôn á chế. Hôm nay không có thấy đu 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 chứ mà. Ủa chế đây, đây là ở đâu ạ? Long Mỹ. Long Mỹ là thuộc Bạc Liêu hả? Đâu có. Thuộc tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang hả? Ừ. Nãy giờ đi đâu có nhìn đường đâu. Hả? Ở đây là thị trấn gì đó, thị trấn xã Thuận An nè. Đi qua đây, đi qua đây em chụp hình cho. Trời ơi nó đẹp vậy mà không chịu chụp. Quá trời đẹp luôn nè, có mấy trái bầu quá trời đã rồi cả nhà. Anh chị của em đang nghỉ ở quán, quán này rất là mát luôn. Có dịp đi ngang cái nhà nhớ ghé đây nha. Mà không biết giờ chỉ sao. Chạy ngang là thấy cà phê võng wifi Văn Anh. Chỗ này đậu xe thoải mái luôn. Kế bên là cái view siêu đẹp. Rồi. Đi mình lên xe thôi. Đi ăn chân cá không đẹp. Hả? Chân cá. Cảm ơn chế nha. Chân cá hả? Đâu hái nhanh vậy? Dạ mấy kia. Trời ơi thiệt là nhanh luôn. Dạ. Rồi đi chế ơi. Dạ ba chị. Nó cam. Thôi hết rồi. Rồi bye bye cả nhà. Giờ đoàn em lên xe đi tiếp. Minh vô trước.